Hi, mến chào anh chị em. Trong cái thời điểm cuối năm này thì chắc mọi người cũng lắng lòng lại để mà chiêm nghiệm những cái thời gian đã qua và thời gian hiện tại, xem thử là cuộc sống của chúng ta đã có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta có cần phải điều chỉnh thay đổi gì không? Có phải chuyển hóa hay là cứ đi ở trong cái lối mòn quen thuộc? Và Đoàn Kỳ Lâm chắc hẳn là nhiều người cũng đang còn thức tỉnh một cái gì đó ở bên trong về mục đích sống, và cảm thấy rằng là những cái thứ quen thuộc, những cái thứ mà mình theo đuổi nó cũng kém dần những cái ý nghĩa đi, và chúng ta sẽ có một cái ý thức, một cái nhận thức rằng là chúng ta nên trở về với những cái giá trị cao quý, những cái phẩm chất tốt đẹp và những cái bản chất tốt lành mà chúng ta thực sự đã có. Nó quan trọng là chúng ta có tạo cơ hội để cho nó phát lộ lên hay không, hay là chúng ta vẫn cứ để cho những cái thứ bên ngoài, từ kinh tế, lợi ích, danh tiếng, những cái thứ mà nó rất là vô thường, nó không phải là mình, nó không phải là ta, nó không phải là bản chất cốt tủy, nó cứ bao bọc lấy và nó làm cho chúng ta luôn sống trong những cái sự giả. Nhưng mà dù sao thì chúng ta không bao giờ hạnh phúc, không bao giờ trở nên phúc lạc nếu chúng ta phải sống với những cái sự giả, những cái thứ vô thường tạm bợ bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể trở nên phúc lạc khi mà chúng ta trở về với cái bản chất cao quý, ở trong trọn vẹn với cái phần linh thiêng cao cả mà chúng ta ai cũng có cả. Ai cũng có, không phải đi tìm kiếm đâu hết, ai cũng có. Thế thì bây giờ Đoàn Kỳ Lâm mới đặt ra một cái vấn đề là chúng ta hãy vội tu để giải thoát hay là tận hưởng trải nghiệm cái thế giới vật lý này. Bây giờ Đoàn Kỳ Lâm quan sát thấy trong cái đời sống tôn giáo tâm linh này, rồi tỉnh thức, đại khái là đời sống mà người ta đi tìm kiếm cái gì đó ở phía sau cái sự bận rộn, phía sau cái sự đua chen, phía sau những cái vật chất tầm thường. Thì rất nhiều người họ tỏ ra rất là vội vã tìm kiếm một con đường giải thoát. Nhưng mà Đoàn Quý Lâm thấy chẳng có gì phải để mà vội vã đâu. Bởi vì á, theo như quan niệm của nhiều người rằng là cái thế giới này nó quá khổ đau, cái trần gian này nó quá dơ bẩn, nó quá nhiều cái vấn đề phức tạp, và rất là nhiều người chỉ mong mong là mau mau giải thoát, mau mau để mà đi về một cái cõi nào đó nó thánh thiện hơn, an lành hơn. Nhưng mà thực ra thì chúng ta có phải là bị đày ải tới đây không? Chúng ta có phải là bị đày tới đây không? Không. Không có một cái ai mà có thể đứng ra để mà trừng trị, để mà luận tội, kết tội chúng ta, giống như cái hù dọa của các cái tổ chức tôn giáo. Đây hoàn toàn là một cái điều mà chúng ta cần phải tỉnh táo để vượt qua. Vì chúng ta đã đến đây với một cái lựa chọn cho sự tiến hóa thông qua trải nghiệm thế giới nhị nguyên. Đó. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Đó là một cái lựa chọn, bởi vì chúng ta có cái quyền năng lựa chọn. Chúng ta có quyền năng lựa chọn.
Cái quyền năng này là cái quyền tự do ý chí của con người đã được Đấng Tạo Hóa ban cho. Chứ không phải là chúng ta là phải làm theo ai. Tất cả mọi thứ đều chúng ta lựa chọn. Và cái việc mà chúng ta xuất hiện ở đây, trên hành tinh này, trong cái dạng sống vật lý này, đó là một cái lựa chọn. Thế thì tại sao chúng ta lại đau khổ với cái lựa chọn này? Bởi vì chúng ta không biết, chúng ta quên mất. Đây là một cái kỹ thuật của vũ trụ. Rồi chúng ta phải tạm quên đi, thì chúng ta mới trải nghiệm trọn vẹn được. Rồi chúng ta cũng sẽ nhớ lại chúng ta là ai. Chắc chắn là đến một lúc, chúng ta sẽ nhớ lại chúng ta là ai. Bây giờ thì những người tỉnh thức, người ta sẽ nhớ lờ mờ ra mình là ai rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào mà nhớ hoàn toàn cái bản chất thật sự của mình. Bởi vì chúng ta đang còn phải trải nghiệm cái thế giới nhị nguyên hai mặt đối lập này. Cái thế giới nhị nguyên hai mặt đối lập nó sẽ là nơi để mà chúng ta hiểu được thứ mà chúng ta đã biết. Chúng ta có thể biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Chúng ta có thể biết thế nào là tình yêu, thế nào là hận thù. Chúng ta có thể biết thế nào là cao, thế nào là thấp, thế nào là nóng, thế nào là lạnh, thế nào là sáng, thế nào là tối. Nhưng mà chúng ta chỉ là dừng lại ở sự biết thôi. Chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu. Mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không có tiến hóa được. Chúng ta không có trưởng thành được. Do vậy mà chúng ta đã chọn trải nghiệm cái thế giới nhị nguyên hai mặt đối lập này để mà chúng ta hiểu được những cái điều chúng ta đã biết. Chúng ta hiểu thế nào là nóng, thế nào là lạnh, thế nào là yêu thương và thế nào là ganh tị, thế nào là bóng tối và thế nào là ánh sáng, thế nào là rét mướt và thế nào là ấm áp. Đó. Chúng ta trải qua hết những cái thứ này. Và trong cái chỉ có trong cái thế giới vật chất này, thế giới vật lý này, thì chúng ta mới được trải nghiệm cái điều đó. Ở trong cõi giới của tinh thần, trong cõi giới của sự thuần khiết, thì chúng ta chỉ có ánh sáng và tình yêu. Chỉ có ánh sáng và tình yêu thôi. Nó thật là tốt đẹp đúng không? Thật là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta ở trong cái tình yêu và ánh sáng đó, chúng ta không biết những cái thứ đối lập là khổ đau và bóng tối. Thế thì chúng ta sẽ cũng không hiểu được cái tình yêu và ánh sáng là gì. Cho nên để mà chúng ta trưởng thành hơn, thì chúng ta phải đi một con đường, một con đường mà nó mang tính chất rất là can đảm. Đó là chúng ta hạ thấp rung động, hạ thấp rung động, đi vào miền nhiều bóng tối, nhiều cái khổ đau, nhiều cái vấn đề, để chúng ta chạm vào, chúng ta nhúng vào, chúng ta ở trong cái cảnh, cái cõi sống vật chất vật lý này, để chúng ta có thể hiểu ra được. Và sau đó chúng ta sẽ trở về và chúng ta sẽ hiểu được, quý trọng được thế nào là ánh sáng, thế nào là tình yêu. Và khi đó chúng ta mới có thể là tiếp tục trên cái hành trình của những cái bậc đạo hóa. Và chúng ta chính là những cái bậc đạo hóa. Chúng ta mang tính chất của Thượng Đế. Cho dù chúng ta đang có trải nghiệm cái vai trò nào, cái vai nào diễn nào, cái vai diễn nào ở trong cái đời này, thì chúng ta đều mang cốt cách của những bậc đạo hóa. Cái điều này không phải là xa vời nhá. Chúng ta mang một cái bệnh rất là phổ biến, đó là chúng ta hèn kém, từ hèn kém, từ làm cho mình trở nên nhỏ bé, và thêm những cái liều thuốc của các cái thế lực tôn giáo, là họ nói là anh chị em là những cái sản phẩm bị lỗi, Thượng Đế mà tạo ra những sản phẩm lỗi. Chúng ta là hoàn hảo nha, chúng ta là hoàn hảo, chúng ta không có lỗi. Chúng ta chẳng qua là chúng ta không biết mình thôi, không biết về thực sự mình là ai thôi. Nếu biết chúng ta thực sự là ai thì chúng ta đều tin rằng chúng ta là những bậc tạo hóa, những sinh mệnh hoàn hảo. Chỉ là chúng ta đang trên cái một cái hành trình để mà trải nghiệm những điều mà chúng ta đã biết mà chúng ta chưa hiểu thôi.
đúng không? Và cái việc mà chúng ta đang ở đây, chúng ta hãy trân trọng cái thời khắc ở đây. Chúng ta không phải là chờ, hãy giống như là một cái củ cà rốt mà các cái thế lực chăn dắt tín đồ, người ta treo ở xa xa trước mặt là hãy chờ đến đó. Rồi bây giờ hãy cúng dường đi, hãy tu đi, hãy làm này làm kia đi để rồi được lên thiên đàng, để rồi được đến cõi Niết Bàn, để đến được cõi Phật. Chúng ta hãy trọn vẹn với khoảnh khắc này. Nếu mà chúng ta đang ở trong một cái tâm thức, một cái nhận thức tốt, một cái tâm thức của người tỉnh thức, thì chúng ta đang ở trong thiên đàng ngay tại đây rồi. Và chúng ta cũng đang ở trong tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất, mặc dù chúng ta đang bị hạn chế trong thân thể vật lý. Nhưng mà điều đó, bởi vì điều đó nó rất tuyệt vời nên chúng ta mới chọn. Rất tuyệt vời chúng ta mới chọn, chứ không phải là chúng ta bị nhắc lại một lần nữa, là không phải là chúng ta bị đày ải hay chúng ta bị trừng trị, trừng phạt, là chúng ta lựa chọn. Bởi vì cái sự lựa chọn này nó rất quan trọng, và nó cũng không dài đâu, nó cũng không nhiều đâu. Có thể là có những người cũng trải qua hàng trăm kiếp sống ở trong cái môi trường vật lý này rồi và cũng bị quên mất đường về. Nhưng mà dù sao thì so với cái sự vô tận của vũ trụ thì nó cũng không phải là dài, nó cũng không phải là nhiều. Đó. Do vậy mà chúng ta dù sao thì tất cả mọi người, cho dù có trì trệ như thế nào thì cũng đang ở trên một cái hành trình tiến hóa. Đó. Cái hành trình tiến hóa. Và cái tiến hóa đó là chúng ta sẽ đi lên, chứ khó lòng mà có thể đi xuống được, đúng không? Có thể tạm thời ai đó có thể là đi xuống, nhưng mà rồi nó chỉ là lùi một bước để mà tiến hai bước thôi, không vấn đề gì cả. Đó. Cho nên chúng ta hiểu được điều này á, thì chúng ta sẽ trân trọng cái sự hiện diện này. Và nếu mà chúng ta trân quý cái sự hiện diện của chúng ta ở đây, thì chúng ta sẽ sống với cái phiên bản tốt nhất mà mình nên chọn, nên có. Chúng ta hãy chọn phiên bản tốt nhất để mà chúng ta sống với cái đời này, để mà trải nghiệm cái thế giới vật lý này cho nó thật là lợi lạc, cho thật là lợi lạc, chứ không phải là lãng phí. Nếu mà chúng ta sống trong vô nhận biết thì chúng ta cũng sẽ lãng phí cái kiếp sống này. Vậy mà chúng ta nhận biết và đi trong tỉnh thức, và chúng ta trọn vẹn yêu quý tất cả mọi thứ đang giúp cho chúng ta trải nghiệm, đang giúp cho chúng ta trưởng thành, đang giúp cho chúng ta tiến hóa nhận thức. Cái điều này rất tuyệt vời. Cho nên là mới có một cái câu nói rằng là những người mà vội vàng để mà giải thoát khỏi cái thế giới này, nó cũng hạn chế giống như những người mà không hề nhận biết rằng chúng ta đang sống trong một cái nơi mà chúng ta lựa chọn để tiến hóa nhận thức. Đó. Do vậy trong một cái buổi sáng cuối năm với một cái thời tiết rất là đẹp, trời mát lạnh, Đoàn Quý Lâm rất là hân hoan khi chia sẻ cái điều này với mọi người. Và hy vọng rằng là anh chị em nắm được, hiểu được, cảm thụ được và trở nên sống hoàn toàn là phúc lạc, hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn hân hoan với tất cả những điều chúng ta đã chọn và chúng ta đang có, và tất cả những cái thứ tốt đẹp nó sẽ đến giống như là hoa cỏ mùa xuân, nó sẽ nở khi mà chúng gặp cái thời tiết đẹp, thời tiết phù hợp đến khi chuyển mùa. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video lần sau. Chào tạm biệt.